Chào mừng các học sinh quay trở lại với kênh Học Toán Online. Trong video hôm nay, chúng ta tiếp tục học môn Toán lớp 8, sách cánh diều, bài 1, tiết 4. Rồi, ở đây các em có thể theo dõi toàn bộ video về chương trình môn Toán lớp 8 được thầy giáo đặt trong phần sách tranh phát ở cuối video này. Trong video hôm nay, các em sang phần bài tập. Trước hết là các em làm bài tập số 1, câu E. Trong những biểu thức sau, biểu thức nào là đơn thức? Rồi các em nhớ lại kiến thức cũ. Thế nào là đơn thức? Đơn thức thì nó chỉ gồm một số hoặc một biến hoặc là tích giữa các số và các biến. Như vậy ta có những biểu thức là đơn thức là 1 phần 5 x y mũ 2 z mũ 3. Thì cái biểu thức này nó gồm tích giữa số và các biến, cho nên nó là một đơn thức. 3 trừ 2 nhân x mũ 3 y mũ 2 z thì đây không phải là đơn thức mà nó là đa thức, đúng không? Nó có phép trừ này, vậy nó là đa thức. Tiếp theo, âm 3 phần 2 x mũ 4 y x z mũ 2 là đơn thức, bởi vì biểu thức này nó là tích giữa số và các biến, đúng không? Còn 1 phần 2 x mũ 2 nhân với y mũ 3 trừ z mũ 3 thì ở đây nó có phép trừ, cho nên nó không phải là đơn thức. Vậy ta có những biểu thức là đơn thức là 1 phần 5 x y mũ 2 z mũ 3, âm 3 phần 2, x mũ 4, y, x, z mũ 2. Câu B, trong những biểu thức sau, biểu thức nào là đa thức? Đa thức thì nó chính là phép cộng giữa các đơn thức với nhau. Cụ thể ở đây, chúng ta có các đa thức là 2 trừ x cộng y, âm 5 x bình phương y z mũ 3 cộng 1 phần 3 x y bình phương z cộng x cộng 1. Rồi hai biểu thức còn lại không phải là đa thức. Như vậy những biểu thức là đa thức là 2 trừ x cộng y, âm 5 x bình phương y z mũ 3 cộng với 1 phần 3 x y bình phương z cộng với x cộng 1. Được chưa? Tiếp theo là các em sang bài 2, thu gọn mỗi đơn thức sau. Câu E. Âm 1 phần 2 x bình phương x y mũ 3. Rồi để thu gọn thì x mũ 2 kem nhóm với x, đúng không? Y kem nhóm với y mũ 3. X nhóm với x, y nhóm với y. Bằng âm 1 phần 2. X mũ 2 nhân x bằng x mũ 2 cộng 1, tức là bằng x mũ 3. Y nhân y mũ 3 bằng y mũ 1 cộng 3, tức là bằng y mũ 4 nhân với y mũ 4. Như vậy ta được một đơn thức thu gọn. Câu B. 0,5 x bình phương y zx y mũ 3. Tương tự như trên, bằng 0,5 x kem nhóm với x mũ 2 nhân x, y nhóm với y nhân y mũ 3. Ở đây chỉ có một z kem nhân tiếp với z, bằng 0,5 x mũ 2 nhân x bằng x mũ 2 cộng 1, tức là bằng x mũ 3. Y nhân y mũ 3 bằng y mũ 1 cộng 3, tức là bằng y mũ 4. Rồi tiếp theo là kem nhân với z, được chưa?
Bài tập số 3. Các đơn thức trong mỗi trường hợp sau có đồng dạng hay không, vì sao? Câu A. Ba đơn thức này có đồng dạng hay không, vì sao? Rồi, các em nhớ lại, thế nào là đơn thức đồng dạng? À, các đơn thức đồng dạng là các đơn thức có các hệ số đều khác không và có chung phần biến. Ở đây ta thấy các đơn thức này có các hệ số lần lượt là 1. Ở đây người ta không viết số thì các em hiểu là 1, âm 1/6 và căn bậc 2 số học của 3. Các hệ số này đều khác không. Và ta thấy các đơn thức này đều có chung phần biến là x mũ 3, y mũ 5. Đúng không? Như vậy, các đơn thức này đồng dạng. Các em trả lời các đơn thức. Đồng dạng vì chúng có hệ số khác không và có cùng phần biến. Tiếp theo là câu B. Ta thấy hai đơn thức này có hệ số lần lượt là 1 và 1 đều khác không, nhưng không chung phần biến, đúng không? Phần biến của đơn thức thứ nhất là x bình phương y mũ 3, còn phần biến của đơn thức thứ hai là x bình phương y mũ 7. Hai đơn thức này không chung phần biến, vậy chúng không đồng dạng. Các em trả lời các đơn thức x mũ 2 y mũ 3, x mũ 2 y mũ 7 không đồng dạng vì chúng không có cùng phần biến. Tiếp theo là các em sang bài tập số 4, thực hiện phép tính. Câu A. Câu A, chúng ta có phép cộng giữa ba đơn thức đồng dạng, đúng không? Ta thấy ba đơn thức này đồng dạng bởi vì các hệ số của chúng đều khác không và có cùng phần biến là x mũ 3, y mũ 6. Như vậy, khi thực hiện phép cộng các đơn thức đồng dạng thì các em chỉ việc cộng các hệ số lại với nhau và phần biến giữ nguyên. Các hệ số ở đây, các em lấy 9 cộng 4 cộng 7. Phần biến là x mũ 3, y mũ 6, các em giữ nguyên. 9 cộng 4 bằng 13, 13 cộng 7 bằng 20. 20 x mũ 3, y mũ 6. Được chưa? Rồi, câu B. Câu B, ta thấy các đơn thức này cũng đồng dạng với nhau. Bởi vì hệ số của các đơn thức này là 9, âm 14 và 5 đều khác không. Các đơn thức này có cùng phần biến là x mũ 5, y mũ 6. Rồi, tương tự như trên, các em cộng trừ các hệ số với nhau và giữ nguyên phần biến. Hệ số là 9 trừ 14 cộng 5. Phần biến là x mũ 5, y mũ 6, các em để nguyên. 9 trừ 14 bằng bao nhiêu? À, bằng âm 5. Âm 5 cộng với 5 bằng 0. Như vậy ta có 0 nhân x mũ 5 y mũ 6. 0 nhân với x mũ 5 y mũ 6 thì bằng 0. Tiếp theo là các em sang bài tập số 5. Thu gọn mỗi đa thức sau. Câu A. Các em thu gọn đa thức A. Rồi, để thu gọn đa thức A thì các em tìm xem trong đa thức này những đơn thức nào đồng dạng với nhau. Các em nhóm lại. À, ta thấy 13 x bình phương y và âm 6 x bình phương y đồng dạng với nhau. Các em nhóm lại. Các em nhớ khi nhóm thì phải mang theo dấu nha. Tiếp theo là cộng với 8 xy cộng với 4 trừ 9. Được chưa? 13 trừ 6 bằng 7. 7 x bình phương y cộng 8 xy 4 trừ 9 bằng âm 5 trừ đi 5. Rồi, câu B. Câu B thì các em cũng tìm những đơn thức đồng dạng, các em nhóm lại với nhau.
4,4 x bình phương y và âm 1,4 x bình phương y. Hai đơn thức này đồng dạng với nhau, kem nhóm lại với nhau. Hai đơn thức âm 40,6 xy bình phương và 3,6 xy bình phương đồng dạng với nhau, kem nhóm lại với nhau. Rồi, để cho khỏi nhầm thì các em sẽ cộng với nha, cộng với mở ngoặc âm 40,6 xy bình phương cộng với 3,6 xy bình phương. Dấu của chúng như thế nào? Các em để nguyên như vậy. Ở bên ngoài chúng ta thể hiện bằng dấu cộng. Tiếp theo là trừ 26. Rồi chỗ này các em lấy hệ số trừ hệ số 4,4 trừ 1,4 bằng 3. 3x bình phương y. Rồi chỗ này các em lấy hệ số là âm 40,6 cộng với hệ số là 3,6 bằng âm 37. Vậy các em trừ đi 37 xy bình phương. Trừ 37 xy bình phương. Rồi trừ đi 26. Thì đây chính là kết quả cuối cùng. Tiếp theo các em sang bài tập số 6. Tính giá trị của đa thức P bằng tại x bằng âm 1, y bằng 2. Rồi, tính giá trị của biểu thức P tại x bằng âm 1, y bằng 2. Thì các em thay x bằng âm 1, y bằng 2 vào biểu thức này, các em tính. Chỗ nào có x, các em thay bằng âm 1. Chỗ nào có y, các em thay bằng 2. Như vậy, giá trị của đa thức P tại x bằng âm 1, y bằng 2 là P bằng x mũ 3, tức là âm 1 mũ 3, nhân với y, tức là nhân với 2, trừ đi 14, nhân y mũ 3, tức là nhân 2 mũ 3, trừ đi 6, nhân x, tức là nhân với âm 1, nhân y mũ 2, tức là nhân với 2 mũ 2, cộng với y, tức là cộng với 2, rồi cộng tiếp với 2. Rồi các em tính xem bằng bao nhiêu. Âm 1 mũ 3 bằng âm 1. Âm 1 x 2 bằng âm 2. 2 mũ 3 bằng 8. 8 x 14 bằng 8 x 14 bằng 112. Vậy ta trừ đi 112. Âm 6 x âm 1 bằng dương 6. Dương 6 nhân với 2 mũ 2 bằng 4. Dương 6 x 4 bằng 24, cộng với 24, cộng 2, cộng 2. Chỗ này là 2 cộng 2 bằng 4, ta cộng với 4. Âm 2 trừ đi 112 bằng âm 114. Âm 114 mà cộng với 24 thì bằng âm 90. Âm 90 mà cộng với 4 thì bằng âm 86. Được chưa? Rồi tiếp theo là các em sang bài tập số 7, câu A. Viết đa thức S biểu thị tổng diện tích các mặt của hình hộp chữ nhật có 3 kích thước lần lượt là x cm, 2y cm, 3z cm. Rồi để tính tổng diện tích các mặt của hình hộp chữ nhật, tức là các em tính tổng diện tích của 6 mặt hình hộp chữ nhật. Các em nhớ lại kiến thức về hình hộp chữ nhật. Hình hộp chữ nhật có 3 kích thước là A, B và C. Ở đây các em có thể coi C là chiều cao. Thì diện tích xung quanh, tức là diện tích của 4 mặt xung quanh, sẽ bằng chu vi mặt đáy nhân với chiều cao. Chu vi mặt đáy tức là 2 nhân A cộng B nhân với chiều cao là C. Đây là diện tích của 4 mặt xung quanh. Còn muốn tính diện tích của 6 mặt, tức là diện tích toàn phần, thì bằng tổng diện tích của 4 mặt, tức là bằng diện tích xung quanh cộng thêm với diện tích của 2 mặt đáy. Được chưa? Mà mặt đáy nó có dạng hình chữ nhật. Như vậy diện tích của mặt đáy sẽ bằng tích của 2 kích thước, tức là bằng A nhân B. A nhân B là diện tích của 1 mặt đáy. 2 mặt đáy thì kem nhân với 2. Được chưa? Thì đây chính là công thức tính diện tích 6 mặt của hình hộp chữ nhật. Rồi như vậy đầu tiên là các em phải tính diện tích xung quanh trước. Diện tích xung quanh của hình hộp chữ nhật là
Ở đây hình hộp chữ nhật có 3 kích thước. Thì các em có thể coi A chính là X, B chính là 2Y và C là 3Z. Thì diện tích xung quanh của hình hộp chữ nhật sẽ bằng 2 nhân A cộng B, tức là 2 nhân với X cộng 2Y. A cộng B ở đây chính là X cộng 2Y. Và nhân với C, C ở đây chính là 3Z. Được chưa? Rồi các em nhân ra, các em nhân bên ngoài trước, 2 nhân 3Z bằng 6Z. 6Z nhân với X cộng 2Y. Rồi, bằng 6Z nhân X. Các em lấy 6Z, các em nhân lần lượt với các thành phần ở bên trong. 6Z nhân X cộng với 6Z nhân 2Y. 6 nhân 2 bằng 12, tức là cộng với 12ZY. Được chưa? Đây là diện tích xung quanh. Rồi, diện tích ở đây có đơn vị đo là cm vuông. Như vậy tổng diện tích các mặt của hình hộp chữ nhật là S sẽ bằng diện tích xung quanh là 6ZX cộng với 12ZY. Các em cộng thêm với diện tích của hai mặt đáy. Được chưa? Cộng với 2 này, nhân với diện tích mặt đáy. Diện tích mặt đáy là A nhân B. A ở đây là X, B là 2Y. Vậy A nhân B là X nhân 2Y. Được chưa? Rồi, 6ZX cộng với 12ZY. 2 nhân 2 bằng 4, cộng với 4XY. Đơn vị đo là cm vuông. Câu B, tính giá trị của S tại x bằng 6, y bằng 2, z bằng 3. Đơn giản đúng không? Các em thay x bằng 6, y bằng 2, z bằng 3 vào cái đa thức này thì chúng ta sẽ tính được giá trị của S. Rồi như vậy, với x bằng 6, y bằng 2, z bằng 3 thì giá trị của S là. Rồi, các em thay vào đây. 6 nhân z nhân x, tức là 6 nhân 3 nhân 6, cộng với 12 nhân z nhân y, tức là cộng với 12 nhân 3 nhân 2, cộng với 4 nhân x nhân y, tức là cộng với 4 nhân 6 nhân 2. Rồi các em tính ra xem bằng bao nhiêu. Kết quả bằng bao nhiêu? À, có đúng là bằng 228 không? Các em nhớ là cm vuông nha. Rồi như vậy là bài học hôm nay đến đây là kết thúc. Các em có thể theo dõi tiếp các video sau được thầy giáo đặt trong phần danh sách phát ở cuối video này. Xin chào và chúc em học tốt.